Việt Nam. Ông mới Cà Mau phải không? Dạ. Biết rồi. Bạn Cà Mau chị. Khán giả này thì nghe đồn là Quang Hà Tiên, không biết có phải của Cà Mau không, tôi không biết. Hà Tiên chất Kiên Giang. Thôi em không dám nói, tại vì ảnh tên là gọi là tên của ảnh thôi, ai biết quê ảnh đâu. Nhưng dạ, cái điều mà mình có thể thấy rõ ra được, thưa quý vị, là cái văn phong của anh trời ơi, ta nói nó miền Tây rặt luôn vậy đó. Văn phong sao chị? À, mà tới tôi là dân miền Tây đây nè, mà tôi còn đọc là tôi thấy tôi chịu mãi không nổi anh luôn. À đúng rồi, chịu không được. À, ví dụ như vậy nè hang. Dạ. Ngày ba mẹ mất, thấy tôi ở mình ơn hà. Ừ. Nên chú Sáu ở cuối xóm kêu xuống phụ việc. Ừ. Cơm ngày hai bữa, làm cho tôi mừng húm à. Mừng húm. À dễ thương. Đây em đọc tiếp nè. Thấy cái tính cà chớn cà cháo của tôi, cô con gái chú hơn tôi vài tuổi, chỉnh tôi vừa vừa thôi, đừng có bậm trợn như vậy, coi không có được á. Rồi chị đem bàn ra dạy tôi đương võ để kiếm thêm thu nhập. Đương võ là đang võ đó phải không? Dạ. Đúng là dân miền Tây rặt đúng không? Con trai mà bắt ngồi chùm hum hoài. Ngồi chùm hum hoài sao chị? Tôi nghi là ngồi vậy hả? Thôi thôi đứng dậy cũng bỏ cũng được rồi. Thế là chị biểu tôi xách cái xẻng đi xuống bãi đi, chờ nước rồng bắt con cà xỉu với con móng tay về làm con... không biết. Ủa? Về làm món muối nước mắm bán. Rồi được tổ đãi, tôi cào bắt được nhiều con bự tổ chản luôn. Ủa, có tổ đãi luôn là đó, rất hả? Là bự đó, bự tổ chản là rất là mà bự. Mà có tổ đãi luôn. Có. Tổ ngành cào nghiêu. đây em đọc tiếp cho chị nghe nè. Có tiền nên có vài đứa rủ tôi đi nhậu mát trời ông địa luôn. Nhưng có đứa thèo lẻo làm tôi bị mà thèo lẻo là gì biết không quý vị? Thèo lẻo là tọc mạch. Nhiều chuyện đó đúng nhiều rồi. Nhiều chuyện. Tọc mạch. Là phải là mình phải diễn cái mặt này vô xíu. Nhưng rồi có đứa thèo lẻo làm tôi bị vỡ quên cục luôn. Đúng rồi. Nhưng sau đó chị nói với ba mẹ mua cho tôi một chiếc xe máy cà tàng để thù cà hàng. Cà tàng là sao biết không? Là rất là... Là... Cũ. Đúng rồi. Rất là cũ. Mà nó sắp hư tới nơi rồi. Đúng rồi. Để thù hàng dài chuyến. Mấy bữa đầu không biết sắp xếp xe chạy càng nghinh càng ngang. Chạy càng nghinh càng ngang là sao? Ai biết đâu. Tả à, tức là chạy hiểu. Ngang tàn đó. Đúng rồi, chạy cái ngang tàn. Thôi ngồi xuống đi. Rồi. Chị kìm em lại. Sau đó, giúp tôi sắp xếp lại cho gọn. À, là đúng cái chị đó đó. Rồi à. Giờ nhạc mới lên nè. Nhạc lên. Đó. Không ngờ. Không ngờ sao ạ? Không. Trời ơi. Sao chị? Mà buồn. Sao buồn? Không ngờ có một ngày chú thím gả chị tôi về miệt thứ. Trời về ơi. Đó chị nuôi mắc nợ người ta vậy đó. Không có được phép về thăm nhà. Coi như biệt tâm biệt tích luôn. Cho nên bữa nay qua thầy lận muốn nói, tôi ước mong chị nghe được lời cảm ơn của thằng em bù lần nữa này nha chị. Nắng hạt mây trôi lang thang cho hạ buồn, cõi khói đốt đồng để ngâm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cầu tới gần biểu cầu ngồi, mẹ nhu tóc sầu hai chị em tóc bạc như nhau, đôi mắt cầu buồn hiu phiêu lưu. Mòn xưa giang nắng dầm mưa, ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhớ ly tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nâu cần. Xin được làm quay mà bay khắp ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương, xin được làm cho gặp nhiều đứa điệu ca dao, chạy đến thiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau, xin sống lại tình đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa ba giá miếng dừa đường mòn xưa giang nắng chậm mưa,
xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chắc em sao đắng nâu cành ngứa cái đầu quá à chị hai hả già rồi còn nhõng nhẽo nữa từ từ xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ nghe chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương xin được làm gió gặp nhiều đứa điều ca dao cháy bếp hiên sao cũng ngọt ngào một lời cho xin sống lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu chưa ba giá miếng vừa được mòn xưa giang nắng gặp mưa xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chờ thêm rau đắng nâu xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh giao quanh khung trời kỷ niệm chờ thèm rau đắng nâu cành Thưa quý vị, cảm ơn ca sĩ Quốc Đại và nghệ sĩ ưu tú